Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp ống cái ổ cứng cho máy xách tay. Con này con HP 1000. Sau đây tôi sẽ thử xem là con máy này nó lỗi như thế nào. Đấy. Nâng cấp. Đấy, khi khởi động người ta nghe tiếng cạch cạch từ cái ổ cứng à. Đây nó đang báo lỗi là Smart Hard Disk Errors. The Smart Hard Disk Check has detects an imminent failure. Đấy. Tức là bây giờ cái chương trình kiểm tra ổ cứng của máy ấy, thì thông báo là ổ cứng đang bị lỗi. Đấy. Có thể là bị mất dữ liệu. Đấy. Bạn có thể là backup lại dữ liệu ngay hoặc là chạy cái chương trình test cái ổ cứng. Sau đây tôi sẽ tiến hành tôi test cái ổ cứng này. Tôi sẽ test cái ổ cứng trước xong tôi mới tiến hành thay thế hoặc là ta tiến hành thay thế hoặc nâng cấp sau. Đấy, các bạn chuẩn bị cho tôi một cái đĩa bút nhé. Ở một cái USB bút. Các bạn khởi động lại máy này, ấn F9 này, F9 để chọn menu boot. Đây là cái máy này không nhận, rất là chậm. Đây các bạn chọn USB boot này, để ta vào nhé, ta vào check, vào hard disk tool. Đấy, các bạn vào HDD Regenerator này. Đấy, chúng ta test này. Ồ, chọn 2 này. Moment này. 1 này. Đấy, bắt đầu này, ta test cái ổ. Đây, ngay những cái sector đầu tiên thì ổ cứng đã báo lỗi. Ổ cứng báo lỗi rồi các bạn. Như thế là ổ cứng nó không thể nhận được. Bây giờ ta phải nâng cấp ổ cứng lên. Ta tắt máy. Đây các bạn tháo ổ cứng ra nhé. Trước khi là đấy thì ta phải tháo pin ra. Đây cái ổ cứng của con laptop là nằm ở tại vị trí này. Các bạn tháo ra nhé. Đây là ổ cứng theo máy luôn các bạn, ổ cứng nguyên bản theo máy.
HGST ổn ổn 500 GB. Tôi sẽ thay bằng một cái ổ SSD. Đây các bạn, tôi sẽ thay nâng cấp bằng cái ổ SSD kim cương 120 GB. Đây các bạn, khi lắp đặt xong lắp vào. Okay. Bây giờ ta đã lắp xong, tôi bật máy lên xem mà tình hình như thế này. Đấy, tôi test luôn cái ổ lên đi. Đây cái ổ này chạy rất là nhanh luôn, chứng tỏ là cái ổ cứng này đã bị lỗi. Đấy, chúng ta đã nâng cấp cái việc là nâng cấp là việc chính đáng, chính xác, không phải là đoán sai bệnh hoặc là như thế nào đấy. Vâng, trên đây tôi vừa hướng dẫn các bạn một cái kỹ thuật kiểm tra test ổ cứng và nâng cấp ổ cứng.
Hy vọng qua video này bạn có thể tự mình nâng cấp cái ổ cứng này, cũng như là xác định được cái lỗi. Okay. Xin chào, hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.